lượm được bộ tay được. Nay mấy anh em mình lại đi chui vô bụi câu lương nữa rồi mấy anh em ơi. Giờ mình đi theo dọc theo cái bờ tre luôn. Mình cho chui vô mấy cái bờ tre đó mình câu lương. Câu lương. Câu ương. Thôi, giờ mấy anh em mình đi đâu? Chào buổi sáng nha. Bữa nay là nhất thiết là phải có hòn chi khủng đem về. Chờ anh em nha. Ở đây. Đây là dụng cụ để anh Tăng đi sang. Đem ra nước dừa để uống giữ sức. Thôi mày ở đó đi, rồi họ họ tâm có người tâm thử mày liền à. Ừ. Ủa ăn vậy. Ngoài trời này ai còn cái gì phải nữa. Cái này mình tiếp tục đi mang theo một canh này. Còn này chị mình đã bỏ rồi. Này, mấy này mình đang gì dở lại là dở gì? Đó. Không. Đó. Đó. Không. Còn cả bên em mình quay lại lòng phót nữa kiếm cơ một có luôn. Rửa cốm không? Bây giờ mình rửa cốm xuống chỗ này không anh em? Có rửa cốm cặp nó quằn vô nó ăn là mấy anh em dở thôi. Có bè có đồ đó nữa mà. À, mấy anh em mình kéo ra rớ nè. Cũng được được hả? Hơi chú đô phi mấy anh em. Đó. Ôi mà tấn này. Trời, ra cũng to mà cái cây của cái cây đi thù có nó cũng vĩ được không? Nếu mà khỏe khỏe nhìn đầu bếp cũng rớt nổi nhưng mà mình rớt không nổi đâu anh em. Đó. Là chú đồ phi. Trời ơi, anh đi mà mình quá. Có bây giờ cái chân dẫn là có anh. Ừ. Đã rồi có mà rồi có mà. Rồi có. Rồi có chứ mà rồi có kìa anh em. Nhưng mà đó nó lò mà kích thích mấy cá tưởng là mình không bây giờ mình ngát anh. Không, nó ăn xong nó đi liền chứ thôi mình rửa xuống mình đợi cả 15 phút á, không? Gỡ đi, tạm thời mình bỏ đi, gỡ đi. Con men đó, lao gì? Con men. Nhộn chú trầm. Dân dở mà mấy bọn, men quá trời. Nãy mình đi câu lương là ở trong bụi tre không mà thiếu gì mang. Rồi giờ mấy anh em mình thở xuống nè. Thở xuống. Cặp nữa mình ghé lại mình chỉnh lưới không? Chỉnh lưới. Có cái dây chỉnh lưới đó. Cái này chỉnh cho nó nga không? Thôi, vị trí này là mót mẻ lắm anh em. Đó, làm cái đó rất là hợp lý nè. Không? Mà giữa hơi có bụi tre. Bây giờ mình anh em mình đang thở lên nha. Thở này mình cũng thở từ từ đấy mấy anh em. Cắt lên khô quá. Để xí cốm nữa nè anh em. Đây có vãng nè, Nam. Nam đặt bố xem TV. Có bòn nữa rồi, có màu là mình nhậu luôn. Thôi rửa cốm, mày rửa cốm nữa anh em. Đó. Kích thích có nó quay vô là mình dở thôi. Cho nó dùng nữa nha. Rồi cho nó dùng đó. Đó, cho nó mang dùng. Ủa cho mày ra rô phê mà nó liền dùng gớm lắm chứ. Mình anh em mình cái này mình cái đó được hơi con có đồ bay này hầu như tích quá thì mình khỏa luôn. Đó. Còn sống không anh em? Còn sống này. Đó đấy. Ô rồi khoảng ba đó ba
vậy thôi. Đó, đi câu lương á mấy anh em, đi câu lương á, mình đi dài này. Họ đi ngoài bờ ngoài ruộng ngoài đồ đi câu, mình cứ trong bụi mình đi miết. Ớt nè, ớt chiên mía nè, ớt nếp, ớt lúa, ớt đậu cà, ớt đậu cà, giúp cái đi, thơm lắm. Đây mà được màu có màu tanh tanh đây nè, lấm ra ớt nữa kìa. Okay. Không, đây không phải là ớt lúa nè, đây là ớt nếp. Nè trời ơi, nó từ đi hết trên này thì chạp nữa. Nó thì co đó. Đụng tự nhiên nó nằm dĩa thì cứ không dở lại. Nó xấu đó. Vậy đó vậy. Im đi. Im chữ vậy. Lên lên. Cái gì tự nhiên để cho nó tự nhiên phải không? Ừ. Cái dài này nó ngót lên. Nó là mấy ông em tự tiện á. Má lên đây nhờ dĩa hết gì. Mà ớt qua đây mà mấy ông thế vậy. Ừ. Ớt hầu ông cạo. Kim bị mà. Hầu ông cạo ông trồng ngoài ra nè bây giờ ông cháy rồi. Bị bông muối rồi phải không? Bông muối rồi. Vô sự quỳnh rồi. Có món ớt sầu sả ớt. Ớt sầu ớt xiêm cay hả? Con câu trình xong nghe anh. Đó, mấy anh em thấy có hon lương dữ sợ. Nó có dữ rồi không? Quá mấy con hon bụi đi xuân. Có rồi mấy anh em ơi, động tính rồi. Đúng rồi. Con này không nhỏ đâu nè. Thôi, dính rồi mấy anh em. Ăn không, đâu mạnh quá, đâu mạnh quá. Không có mạnh đâu, em chưa có kén. Sảy đó chưa, sảy đó. Con to mà lương cũng bự, lương đang bơ lợn. Con dí sợ, sảy đó chứ. Còn nữa không? Nó lấy nó rộng quá, cái nó quải quá. Dễ, sảy sảy. Còn con nữa, ngay nó hòn, nó không thể con này nè. Mới đường con rồi, giờ mình thử được không nè. Còn quá rộng. Thấy kìa. Nó có nữa, nhồi nước lên mấy rồi. Cũng cuốn lại cho mày. Đó, mấy nè, mình mới tìm được con lươn này. Thế này cũng đẹp lắm, sóc ép nước. Cái này thiếu ánh sáng mắt vậy nó không đưa bên ta không rồi sợ nó sải uống mày uống người ta xíu đi cầm vô ké vô đi ké nó ké nó dính chưa chưa ăn nó lạnh nó đứng nó chạy sáng rồi con này dính ké rồi nè nó đứng nó hỏa hạn nè nó lạnh nó bò lên tới đây tôi xì cái má sót ra mà nó con không nè cái đầu đó nè thấy không đút vô chỗ này đi đút vô ké cho nó dính rồi anh ké lại em cầm bộ tay bước xuống đó dính rồi mấy anh em ơi đừng cứ ngã đừng cứ ngã nó nó dùng là nó tải đó đó tấm đi đó cầm luôn nó nhảy nó đợt anh em kẹt mới vừa thả xuống là dính rồi đó dính rồi đây nè đấy rồi dính cái con lươn mà mày xô xuống nước đổ xuống một cái xô còn ăn quá nhanh mấy anh em quá nhanh quá nguy hiểm lươn nó vòn lươn bông á con này gần quá trình rồi đó. Không mấy nè, cái câu lươn nè. Nó đứng ở đây sao nó đùn dữ vậy? Ồ, chừng nó chừng trụ mà đó. Nó nhiệt ghê quá. Câu lươn mấy nè, câu lươn mà sợ cắm nào ôm là cột vô cái dây neo nè. Ồ, anh em đứng ở trên lùi này thấy không? Câu lươn mấy nè, mấy nó hấp dẫn không? Không phải là câu lươn ngồi đơn giản nữa. Vụ nó ăn là được không? Tìm những cái thế mà. Rất là độc. Thế cái cam đào không nữa ha. Như nữa là nước xuống là uống nước thôi chứ.
cua con này đó. Bụi trai nè. Ăn ngà tới ngủ. Cao lương bụi không. Ừ, cái đi nặng nó lúng. Không anh em. Anh em mình đi tìm hoang lương này. Nhà với nó đắm nhiều quá, nhiều khi nó đậm. Đậm mình cao nó cũng khó ăn lắm. Nó đắm lên phía trước, anh đứng nó tay nghe. Đây nè anh em. Đó, đây nè. Đó, thấy có hoang lương không? Đó. Ôi, kiểm soát mấy anh em thấy hoang lương đó. Anh em mình tìm hoang lương thì cứ đi dọc theo ha. Ở bên bờ cây mày đồ đây là nhìn thấy mấy cái hoang này là mấy anh em biết liền à. Đi chưa? Không có cái gì gọi là khó chứ. Đi chưa? Nhưng mà chủ yếu là mình làm không tiền. Mình đam mê. Không có việc gì khó mà chỉ làm sợ làm không tiền thôi. Cứ làm mà chú cả bảy tấm lợn làm hơi chú được ký cũng được, được ngày công mấy anh em. Này đứng cho em này. Đừng có bước đâu kia, đừng có bước lên đó. Nó đụng vào hòn của nó, giảm cái hòn nước của nó màng. Ồ, ghê của ta được. Hòn có luôn á. Đứng đưa cái cá rồi cái lâu cái cài vô đứng. Hồi xưa kia mấy anh em mình câu lương là cái ngoé ta ngoé đồ na mình ngoé không nổi mấy con này đâu. Nó gặp mấy con lương khủng quá. Nó bẻ ta mình luôn chứ ngoé gì đâu. Mang đi. Chưa. Đâu. Rồi mấy anh em mình bắt đầu cho mồi vô nhứ nó. Mồi đơn giản thôi mấy anh em, trùng thôi. Tới sao á. Sao dữ vậy? Ừ. Dữ dữ cái nha, làm như con nã là nó lâu một phát rồi nè. Đó. Đâu dính rồi mấy anh em chưa, ăn chưa, rồi. Chưa chưa chưa. Có cũng có ăn rồi. Coi là rút lại anh lưu đừng có sao nữa, rút ăn luôn. Có ăn rồi, ăn rồi. Lên mấy anh em, lên này. Đó, ăn dính rồi nó mấy anh em. Đó, chuẩn bị lên này. Ui sao quá, sao quá nó lâu nó kỳ á. Đó, lên này mấy anh em. Lên này mấy anh em. Đó, lên bóp. Lên, đó, hay đó. Trời ơi, lương trời ơi, con này mà gọi là con lương à mấy anh. Con này con gì? Con này chân ráng quả trào á. Lên trên ta, lên trên ghé ta lên chứ đi. Đi qua đây đi. Đó, đầu bếp của mình với Na đi câu lương luôn mấy anh em. Ui, thú vị quá mà. Đó. Hấp dẫn mấy anh em. Có hộp tới sào nè. Tự tay mấy anh em mình đi tự tay mấy anh em mình đi tìm màu tìm đồ rồi. Ồ, chiều mình về chế biến mình nhậu rồi. Con này là con gắn bá cầu. Vâng, đỡ quá. Đó, đỡ quá mấy anh em ơi. Cho vô vỏ bò rồi. Vỏ này vỏ tóm gòn cho bà gòn gì? Không, bữa gòn, bữa nó bữa gòn. Cái kéo thì anh Lưu. Về. Bây giờ mình mở này mình chung cho bụi nè. Chung bụi bây giờ mình đi tìm mát cùng đi, mát cùng đi. Thì mình tìm thấy có hoang lương này, mấy anh em nghĩ đây đâu đâu phải hoang lương đúng không? Đây là một cái hoang cu hoang đồ thôi. Như không ngờ. Nhưng mà mấy anh theo kinh nghiệm của mấy anh em mình thì đây là chắc chắn là một con lương, con mà cũng gọi là một con lương siêu khủng á. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đi bạch ra bắt mồi rồi nhú xuống luôn đi, cũng nhẹ nhẹ rồi, nó bò lo o luôn. Đi đi, bây giờ mình kiếm cái hòn ở dưới đi. Cái hòn lương rất là to mấy anh em, phía trong nó có gió ốc á. Gió ốc này lâu rồi nè. Đây là đặc điểm nhận dọn cái hoang lương mấy anh em. Thì lúc đầu trong cái hoang lương nó cũng nó ốc kiểu nó ăn rồi nó nhát rồi đó. Đó, đúa trong. Mấy con hoang lương có gió ốc không? Nước khùng quá. Mình cho nó xin nước vô dễ dễ thấy cái hơn. Em cao đi. Cho nó cho xin nước vô dễ thấy cái hơn dưới cái cọng. Nó rút liền. Ý nó chạy ra đây là mình thấy nè, nước độc á. Giờ mấy anh em mình mắc mồi nè, mắc mồi đi vụ nó. Mình đi lâu thôi chứ còn cao. Chưa hết mát vô cái ta tao rồi đó. Không mà cái lưỡi đại mát nó cũng không nhảy bạn cái lưỡi kia. Mày cái lưỡi cục có đâu mà. Có nó mới bán. Có để ý không anh? Có đâu. Bữa đi cao bao lâu cả ngày nha, tự nhiên cái đứng như vậy cái má đâu mà rồi quá trời chứ. Nó ra miết. Rồi giờ mình cao nè. Rồi giờ mấy anh em đây là cái hòn lương nha, chứ đừng có nghĩ đó là cái hòn trầu nha anh em. Chắc chắn là con lương phải bãi lọn.
chờ nó ăn rồi. Đó đó, ăn rồi mấy em, ăn rồi mấy em ơi. Lưu đưa cái bộ tan được. Đây 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 đây. Tao đây để mẹ bộ tan vô, mẹ bộ tan vô chỉ đi cái sải từ từ. Giữ cái lưu đừng cái mạnh để đi. Từ từ tao giữ rồi. Đó, cô ơi mấy anh lương á trời ơi. Con này con ráng bỏ trào. Cô ơi mấy anh em con lương nè. Trời ơi. Được cái túi cái túi 12 con này cho. Trời ơi. Mấy anh em nghĩ nghĩ đây là con lương mấy anh em mà nó dễ ăn lắm mấy anh em. Tự nhiên quá vừa mắc cái hùng sao nó thở xuống cái là phập liền. Lên cái để nó sải, lên cái để nó sải. Có bộ ta rồi mà sải. Ù trời một ráng bỏ trào. Ừ, mấy này mình kết thúc đi câu buôn lương buôn sắn được mấy chú lừa đây bụng bốn chú toàn là lương gọi như lương khủng không à mấy này dưới về không to khủng luôn hơn to lương đây mà lấy tiết thì chắc cỡ đấy nuôi gửi mấy em luôn á một tô con tà đó cái gì con tà trời ơi con tà của mình đó lừa giật à bò đây là mà nhậu là nhậu chỉ là bỏ chạ thôi chứ còn không giống ngầu trụ luôn mấy em tao là lương cựu không hơn hơn cái lương như trời á không giờ mấy anh em mình về thôi chiều mấy anh em mình gặp lại lương nào sống á này mình đi đi cao à giờ vậy mấy anh em mình sạch sẽ rồi cũng tới giai đoạn là anh em mình chế biến món nhậu hơn nó lòng gì đây ra đâu bé lương cà lương cà cà ngọt phải không đây là cà Đà Lạt nha cà ngọt Đà Lạt và anh em lựa cái trái cho nó tròn 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 á cho nó khổ đáng trái về nó về cái này nó hơi đáng ví dụ như trái già về vậy là nó hơi đáng nè cà ngọt thì nó cũng không đáng gì lắm rồi mình cứ gia vị muối đường ngọt vậy đó muối đường muối bùa ngọt đó còn mình bỏ lên khâu chế biến thì nó đơn giản lương này làm cái gì ăn cũng thấy giá trị anh mình quyết định là có người anh đây tăng thăng hơn chính xác lên lên mặt của mấy em câu cho lưu cái sang rồi đâu anh có cài chứ không cái cài nó lấy màu chính chiều nay là mình tổ chức ăn tung thùng sớm đây là bị đậm đạt đây là lương lương sầu cà nè tung cà sổ tung sổ thì nó cũng như nhau đó à kèm theo con gà nữa kèm theo bù tạt dạ đúng đó đây là có người đại dương chấm bù tạt ăn gắm đi màu đi đâu giờ anh em mình thử màu nè thử món lương đồng trước đi xương bỏ nè bỏ xương đúng không đúng rồi đi đủ đâu đủ rồi đâu đâu đủ đâu không đủ rồi đâu đủ rồi mình sơn rồi không đáng rồi thử món lương đồng đi. Mấy anh em lên đi nè. Được. Mấy anh em đón trung thu vui vẻ. Quỳnh đó. Quỳnh. Mình sẽ hẹn gặp lại mấy anh em trong cái tập lưu lương tiếp theo thôi. Chào bạn gặp lại mấy anh em nha.